Chào mừng bạn đến với channel Trải Mông Game. Lữ Bố chọn cho mình vị trí solo đường King Kong với bộ chiêu thức khống chế và đặc biệt là hút máu, nên hắn ta rất bá trong khoản đi đường của mình, ít khi ngại bất kỳ vị tướng nào. Ngoài vị trí solo đường ra thì đi rừng hiện tại đang là xu thế khá lớn dành cho hắn ta, bởi hiện nay meta pháp sư gánh đội đang nở rộ và luôn ưu tiên nhường bùa xanh trong mid để cho các vị trí tướng không dùng năng lượng như Ryoma, Lữ Bố nở rộ. Chính điều này càng khiến cho nhu cầu khắc chế Lữ Bố cần thiết hơn cho anh em. Đầu tiên, muốn khắc chế một vị tướng nào, chúng ta cần biết về ưu và nhược điểm của vị tướng đó. Ưu điểm: có sát thương ổn định, khả năng hồi phục nhờ lượng hút máu tốt mà Lữ Bố cực kỳ lì đòn và sức chịu đựng sát thương từ kẻ địch hiệu quả. Một trong các vị tướng mở đầu cho pha giao tranh với bộ kỹ năng hất tung làm chậm cộng hút máu thì khó có thể tiêu diệt được hắn ta. Một vị tướng có ích trong các trận đấu với bộ chiêu thức gây hiệu ứng và khỏe, đặc biệt cơ chế không sử dụng năng lượng. Lữ Bố là một trong các vị tướng hoàn hảo trên đường kinh công. Nhược điểm: các chiêu thức định vị mục tiêu nên khó chơi, có thể mắc sai lầm, đặc biệt là chiêu thức xích thố. Đầu trận còn yếu về sức mạnh và lượng máu cộng sức chống chịu, chỉ thực sự mạnh và bá đạo khi đạt cấp độ 4 và có các trang bị. Rất e ngại khi gặp các đối thủ bên kia có khắc chế cứng, nhiều nhất là các pháp sư thiếu đi khống chế cứng. Chúng ta bước tiếp theo phải đọc về 4 chiêu thức của Lữ Bố để biết được đối thủ có gì để khắc chế. Đó là điều cực kỳ quan trọng, anh em không nên quên về vấn đề chiêu thức này. Anh em vào trang chủ Liên Quân và đặt tâm điểm tướng nhé. Cùng xem về 5 cách khắc chế Lữ Bố ngay bây giờ. Cách 1: chọn các vị tướng đấu sĩ sát thủ có bộ chiêu thức gây hiệu ứng hay pháp sư có khống chế cứng để khắc chế một cách trọn vẹn nhất. Đồng ý là với bất kỳ mọi vị tướng nào đều vậy, khống chế là điều tối quan trọng để khắc chế vị tướng đó, đặc biệt là khống chế cứng. Chúng ta nên nhớ, Lữ Bố là vị tướng có tối đa khả năng giảm hiệu ứng khống chế tối đa lên đến 55%, tức là nếu hắn ta lầy lội lên cả dây kiên cường kết hợp thêm cả chiếc cuối, đây là thời gian giảm khống chế rất bá. Dù vậy, các bạn luôn cần ít nhất là 3 tướng khả năng khống chế cứng trở lên trong team để có thể thứ nhất ganh ổn. Đừng quên Lữ Bố cơ động và vượt địa hình. Thứ hai, khắc chế chiếc cuối. Đó là lý do vì sao một đội hình có khống chế luôn có lợi. Cách 2: ganh sớm, áp đảo, thả diều, kêu gọi sự trợ giúp của người đi rừng hay đồng đội ngay từ đầu trận khi Lữ Bố chưa đạt đến cấp độ 4 để ngăn chặn sức mạnh của hắn ta ngay tại thời điểm ban đầu. Tại thời gian đầu game, đó là thời điểm thứ nhất solo kill tốt nhất với hắn ta. Thứ hai, kêu gọi đồng đội ganh ổn thỏa nhất. Nhưng điều quan trọng hơn cả đó là ép đường và khiến Lữ Bố bị thọt. Đó là điều quan trọng hơn cả. Cố gắng kêu gọi đồng đội từ người đi rừng, đi roam và kể cả đường mid trừng trị các pha sai lầm từ đối thủ. Đừng quên, đối với các tướng cận chiến, khi gặp các tướng cấu rỉa từ xa thực sự là một cách khắc chế không tệ chút nào, đặc biệt là từ các xạ thủ. Cách 3: né chiến thần. Chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để né chiêu hất tung của xích thố khi sử dụng đến lần thứ 3. Đồng thời né chiêu thức phương thiên hỏa kích để không bị làm chậm, lùi về khi hắn ta bật chiêu cuối chiến thần. Vì nội tại và các chiêu thức từ đòn đánh thường đều hút máu cho hắn ta nên rất bất lợi cho chúng ta. Nếu Lữ Bố chênh lệch trang bị và còn có chiêu cuối, việc hắn ta 1 cân 2 hay là 3 đều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên cách tốt nhất là câu kéo chiêu cuối của Lữ Bố trước khi solo kill hoặc gank là tốt nhất để tránh bị lật thuyền. Thứ hai, khi Lữ Bố bật chiêu cuối, cách tối ưu nhất là né xa hắn ta và đợi khi hết chiêu cuối. Chính là thời điểm của bạn né xa ở đây, không phải là chạy thẳng hoặc cho hắn ta chạy về trụ. Nếu bạn có đủ sức solo hoặc là có đồng đội gank, lúc này khống chế mới chính thức lên tiếng. Cách tiếp cận và tiêu diệt khi chiêu thức chiến thần kết thúc. Khi không còn chiêu cuối, Lữ Bố mất đi gần như khả năng bá đạo và đáng sợ của bản thân. Đó là cơ hội chín muồi giúp bạn gank hoặc tấn công hắn kịp thời và đúng thời điểm nhất. Cách 4: lên trang bị sách truy hồn cho tướng pháp sư và đao truy hồn cho các xạ thủ. Chiến thần hồi máu rất đáng sợ, nhưng Liên Quân từ khi cập nhật thời đại xạ thủ thì các trang bị giảm 50% khả năng hồi máu xuất hiện. Thứ nhất, dành cho vị tướng pháp sư đó chính là sách truy hồn, một trang bị đang rất được ưa chuộng hiện nay, đặc biệt là các tướng như Chao Na và nhiều vị tướng khác luôn lấy sách truy hồn làm trọng tâm cuối game và cực kỳ lợi hại. Về xạ thủ thì phong cách lên đao truy hồn chưa nở rộ, đặc biệt là ở server Việt vì giá cả khá chát. Nhưng cách tốt nhất để hạn chế Lữ Bố việc lên trang bị này ở slot gần cuối là không hề tệ và sai lầm. Cách 5: có dàn chống chịu bảo kê chủ lực tránh Lữ Bố tiếp cận. Chiến thần dù có khả năng cơ động ổn, nhưng khi gặp các dàn tanh có khống chế tốt, hoặc chính xác hơn chính là các tướng trợ thủ bảo kê như Oma, Thane, Alice, hoặc đơn giản hơn đó là Mina, thì việc Lữ Bố tiếp cận chủ lực dường như vô cùng khó khả thi.
dù là xích thố đều không đủ để sử dụng. Tại sao lại khắc chế Lữ Bố S không lựa chọn các vị tướng khắc như ở các video khắc vị tướng khác? Bởi hiện nay Lữ Bố là vị tướng thực sự đáng gờm nếu phải 1v1. Dù là Wonder, nếu Lữ Bố bật chiêu cuối đều phải vô cùng cẩn thận. Vậy nên việc dùng tướng khắc Lữ Bố thì bỏ đi, vì chỉ cần phối hợp cùng đồng đội đi gank là đủ để dùng rồi. Chỉ cần nhớ, thứ nhất, gank sớm không để Lữ Bố farm tự do. Thứ hai, né Lữ Bố khi anh ta kích hoạt chiến thần. Thứ ba, sử dụng đội hình có nhiều khống chế. Thứ năm, bảo kê chủ lực. Trên đây chỉ là các ý kiến riêng của S. Nếu các bạn có cách khắc chế Lữ Bố tốt hơn, đừng quên để lại comment dưới video để S cùng các bạn thảo luận thêm nhé. Trên đây là top 5 cách khắc chế Lữ Bố chiến thần hiệu quả nhất. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Nếu các bạn muốn S khắc chế bất kỳ vị tướng nào sớm nhất, nhớ để lại comment dưới video nhé anh em ơi. Thank you anh em rất là nhiều. Đừng quên ủng hộ S và Sally này nhé bằng cách đăng ký kênh. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi S gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.